chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Future FE 125/209 được Honda Pilot ra mắt với cái sự nâng cấp vượt trội. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2009 vừa qua, công ty Honda Việt Nam đã giới thiệu một cái phiên bản Future FE 125/209 với những nâng cấp vượt trội mang cái sức hút riêng khó cưỡng, với một thiết kế tem xe, logo cùng với những màu sắc mới cao cấp. Bên cạnh đó thì động cơ 125cc truyền thống cũng được cải tiến tối ưu hơn rất nhiều. Ngay từ khi được Honda Việt Nam giới thiệu vào năm 1999, Future đã khẳng định được vị thế là mẫu xe số cao cấp hàng đầu phân khúc, với những lợi thế vượt trội nằm ở cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ, thiết kế thanh lịch cùng với một cái độ bền cao và dễ dàng sử dụng. Honda Future đã để lại một cái dấu ấn sâu đậm trong cái cuộc hành trình chinh phục trái tim của hàng triệu khách hàng Việt và đem lại nhiều cái cảm xúc và trải nghiệm khó quên, với một cái mục tiêu luôn đổi mới nhằm mang lại một phong cách nổi bật và trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Honda Việt Nam đã nghiên cứu và chinh phục cho ra đời Honda Future FE 125, phiên bản mới với những thay đổi đầy thú vị, đem lại cho người dùng nhiều cái cung bậc cảm xúc mới và khác biệt. Thiết kế vượt trội, kiến tạo tương lai. Honda Future FE 125/209 được thiết kế trên ý tưởng đẳng cấp xe số mạnh mẽ, lịch lãm cho người đàn ông trưởng thành, mang một kiểu dáng cao cấp với cái sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét, nhằm làm nó bật thêm một cái sức hút riêng khó cưỡng cho cái mẫu xe này. Các kỹ sư của Honda cũng đã khéo léo thay đổi thiết kế những chi tiết tem xe và logo trên cái phiên bản mới này, tô đậm cái vẻ đẹp mạnh mẽ và khẳng định được đẳng cấp một mẫu xe số hàng đầu của Future. Và trên cái phiên bản vành đúc cũng được thay mới với cái lớp nhũ rơm sáng bóng, tạo một cái điểm nhấn cho tổng thể cái mẫu xe về một cái hình ảnh cao cấp và mạnh mẽ. Trong đó ở phiên bản cái vành hàng hoa, tem xe được tạo hình cái chữ X độc đáo với những đường cắt xẻ rất là gọn và dứt khoát, tôn được cái vẻ đẹp nam tính, lịch lãm mà vẫn khoáng đạt, bật lên cái khí chất của người lái. Honda Future FE 125/209 phiên bản màu trắng vành đúc. Future FE 125/209 phiên bản màu đen vành đúc. Future FE 125/209 phiên bản màu nâu vành đúc. Future FE 125/209 phiên bản cái màu xanh vành đúc. Bên cạnh đó, các thiết kế cũng rất là tinh tế, vận dụng cái nghệ thuật phối và điều chỉnh những tông màu khác, đồng thời đặc điểm nhấn phù hợp để tạo ra một cái tổng thể mẫu xe vừa có thiết kế phong cách mạnh mẽ, sang trọng đặc trưng của cái dòng Future mà vẫn tạo được cái chất riêng. Và ở phiên bản mới được bổ sung thêm cái màu trắng bạc đen mới nhất trên cái phiên bản vành đúc, giúp tăng thêm cái lựa chọn màu sắc cho khách hàng. Họ ra những cái điểm thay đổi đầy thú vị. Phiên bản mới Future FE 125/209 sở hữu trên mình hệ thống cái đèn Flash, mang lại nhiều lợi thế cho hành khách khi dùng hành trình ngày, như là cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy hơn và an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và tuổi thọ bóng cũng dài hơn so với bóng halogen truyền thống. Cái mặt đồng hồ với thiết kế cao cấp giúp cho cái chiếc Future FE 125/209 khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác. Cái động cơ của Future FE 125/209 với khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Cái mẫu Future FE 125 tiếp tục dùng trên mình động cơ 125cc truyền thống của nhà Honda, được cải tiến với hệ thống lọc phun sinh tử DCI và một hệ thống trung hòa khí thải tiên tiến, đáp ứng được cái nghiêm ngặt của tiêu chuẩn thải Euro 3, đem lại cái khả năng tăng tốc tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Tiện ích mang lại tiện nghi tối đa cho người dùng. Tiện ích là một trong những điều mà Honda chú trọng nhất khi phát triển những mẫu xe mới. Với một phong cách mạnh mẽ và cao cấp thì cái chiếc Future FE 125/209 tiếp tục được tích hợp rất nhiều cái tiện ích hữu dụng, mang đến những cuộc hành trình thoải mái và những cảm giác an tâm hơn cho người lái. Ngoài cái ổ khóa thiết kế hiện đại đa năng, dễ dàng sử dụng và an toàn, chống bị reset hiệu quả,
bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Hốc đựng đồ thân thiện với người dùng, mang lại cái sự tiện nghi tối đa cho một cuộc hành trình. Cái mẫu xe mới này sẽ chính thức có mặt ở trên thị trường bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2009 thông qua những hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda của hiệu Hit ở trên toàn quốc, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km tùy theo điều kiện nước nào đến. Với mức giá bán lẻ đề xuất cũng đầy hấp dẫn như sau: Honda Future FE 125 2009, phanh đĩa vành đúc gồm những màu sắc như đen đỏ, trắng bạc đen màu mới, xanh bạc đen, đỏ đen, nâu vàng đồng. Mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế VAT 31.400.000 đồng. Future FE 125 2009, phanh đĩa vành nan hoa gồm những màu như đen, đỏ, đỏ đen. Mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế VAT 30.200.000 đồng. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của Honda Future FE 125 2009. Cái động cơ xăng làm mát bằng không khí 4 kỳ xanh đơn với một cái dung tích xăng thật 124,9cc, đường kính hành trình piston 52,4 nhân cho 57,9mm, cái tỷ số nén 9,3:1, cái công suất đa 7,08kW, tại ô tô là 7.500 phút, mô men sáng cực đại 10,6 Nm, tại vùng tua 5.500 phút, loại truyền động 4 số tròn, hệ thống cơ động điện, cái giảm sốc trước là ống lồng, cái giảm sốc sau là giảm chấn khi lực lò xo trụ, kích thước dài rộng cao lực 1931 x 711, như 1087 mm, khoảng cách trục bánh xe 1258 mm, chế độ cao yên 756 mm, các khoảng sáng gầm xe 135 mm, dung tích bình xăng 4,6 lít, cái khối trọng lượng 106 kg. Cảm ơn các bạn theo dõi đến này để trực tiếp, nhớ like, subscribe.